Xin chào cả nhà. Lời đầu tiên máy ấm TT xin được kính chúc quý khán giả, cô chú, anh chị, bạn bè gần xa thật nhiều sức khỏe. Hôm nay TT đang nấu ăn và dọn vệ sinh cho các bé, thì em vợ bế đứa con nuôi của mình ra, nên TT xin quay video clip này gửi đến cô chú và anh chị về hoàn cảnh của bé vợ rất đáng thương luôn cả nhà. Từ khi mà em đến máy ấm, em giống như bị tự kỷ gì đó. Lúc em mất con thì em lại ăn trộm một đứa con của em cuốn khác về nuôi. Và bình thường em trốn ở trong cái kẹt tủ, nên Ti rất là khó quay video clip cho cô chú anh chị nhìn thấy bé. Hôm nay bé nó ra ngoài rồi, Ti quay gửi đến cả nhà mình ha cả nhà. Đây cô chú và anh chị, hôm nay Ti dọn vệ sinh ở khu vực này. Thì vợ mang con của mình ra ngoài đứng. Dạ đây là con nuôi thôi cô chú và anh chị, không phải con ruột. Con ruột của vợ khi sinh ra đời thì các bé đã chết hết rồi cả nhà. Và vợ ăn cắp một đứa con của bé Năm mang về nuôi. Vợ suốt ngày ôm em cún con này thôi. Và em cún con này luôn luôn rút vào lòng của mẹ nuôi. Bình thường hai mẹ con không bao giờ rời xa nhau hết cô chú và anh chị. Và bé vợ nó tha em cún con này trốn ở trong kẹt không à. Vợ ơi, trời ơi, đâu có chia ly tình mẫu tử đâu mà coi hai mẹ con nó là cả nhà. Hai mẹ con không phải con ruột đâu cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị có xem những video clip của máy ấm TT thì cũng biết, khi mà em sinh ra thì những con của em nó yếu đuối và nó chết hết rồi cả nhà. Bé vợ này rất đáng thương luôn cô chú và anh chị. Bị chủ của mình hai lần cho người ta ăn thịt, vậy mà em vẫn chạy về nhà lẩn trốn. Nhưng người chủ cũng thật là quá ác với em luôn cả nhà. Em đã chạy về nhà em trốn rồi, vậy mà hả, người ta lại tiếp tục kêu người khác đến để muốn đập đầu em. Khi mà em đến máy ấm TT á cả nhà, TT đâu có biết em có bầu đâu cô chú và anh chị. Đến lúc mà cái bụng em tròn quay, sinh ra một đám con luôn cả nhà. Trời ơi, bây giờ ăn cắp con người ta nuôi nè, hai mẹ con nó nè, thương quá, không nỡ mà chia cắt tụi nó luôn cả nhà. Em vợ này bình thường sẽ không cho bé cún nào đến gần đâu. Chỉ có em cún già suy kiệt ở dưới quận 3 là được nằm gần em thôi. Ôi, hai mẹ con nó tội nghiệp chưa. Trời ơi, đâu có chia cắt tình mẫu tử đâu. Trời ơi, coi kìa, thương quá. Em cún này nó cũng coi bé dệ là mẹ của mình rồi. À, còn đây là mẹ ruột của bé cả nhà. Đây là bé Năm. Bé Năm mới là mẹ ruột của bé. Mẹ ruột chỉ biết nhìn con mình từ xa thôi. Chắc nó cũng thương nhớ, nó biết là con của mình đó. Nhưng mà bây giờ bé dệ nó đã nuôi con của bé Năm rồi, thì Ti cũng không muốn chia cắt tình mẫu tử của các bé. Đấy, mẹ ruột với con ruột nhìn nhau từ xa thôi. Còn mẹ kế thì trời ơi coi nè. Ôi chương, này là mẹ nuôi chứ không phải mẹ kế. Quên cô chú và anh chị. Nó ôm con nó rồi, ôm cứng ngắc không có cho ai đụng vào đâu cả nhà. Ti cũng dám đụng á, đụng vô sợ em nó tưởng là bắt con của em mình, nó đớp chồng phát nữa. Hai mẹ con trời ơi chương quá trời luôn.